Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân dân người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem, các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa, vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Bethania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đặc biệt ban phụ ca, tất cả các cộng đoàn rất thân mến. Ở trong miền Nam này chúng ta có hai mùa nắng mưa. Ở ngoài miền Bắc cũng như các nước châu Âu, người ta có bốn mùa xuân hạ thu đông. Trong phục vụ giáo hội thì họ có mấy mùa? Năm mùa. Mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh và một mùa rất dài là mùa thường, thường niên. Mùa vọng thì chưa đầy một tháng. Mùa Giáng sinh cũng lại vậy. Mùa chay thì 40 ngày. Mùa phục sinh thì 50 ngày. Người ta gọi là 50 ngày hoang mạc phục sinh. Mùa phục sinh lại chia làm hai phần. Từ hôm Chúa phục sinh cho đến lễ Chúa Thăng Thiên là 40 ngày. Rồi từ lễ Chúa Thăng Thiên cho đến Chúa Thăng Thần hiện xuống là 10 ngày nữa Chúa Thăng Thần hiện xuống. Hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ 43. Lẽ ra việc mừng lễ Chúa Thăng Thiên được mừng vào hôm thứ năm là đúng 40 ngày từ hôm lễ đêm vào phục sinh. Rồi từ thứ năm cho đến hôm nay là Chủ nhật thứ bảy phục sinh là 3 ngày, xong rồi đến Chủ nhật tuần sau là 10 ngày, đúng không? Là đủ 10 ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống như giáo lý chúng ta vẫn học. Chúa Giêsu phục sinh xong ở với các môn đệ, dạy dỗ, khuyên bảo các ông, nhắc nhở các ông nhiều điều. Sau đó Ngài lên trời. Và 10 ngày sau thì Thánh Thần được đến đúng vào ngày lễ 50 hay ngày lễ ngũ tuần. Nhưng mà vì ngày thứ năm trong tuần thường đa số các tín hữu Việt Nam đi làm, cho nên vì tính động và để cho nhiều tín hữu có thể mừng bầu nhiệm Chúa Thăng Thiên, không bị mất lễ, không bị mất đi cái bầu nhiệm mừng kính cao trọng này, cho nên chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên và Chủ nhật thứ bảy phục sinh hôm nay. Và vì vậy chỉ còn 7 ngày nữa thôi thì chúng ta cần đến số rồi. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, các bài đọc lời chúng ta lắng nghe đều nói về việc Chúa lên trời. Chẳng hạn như bài đọc thứ nhất sách Tông đồ Công vụ ghi lại việc Chúa Giêsu đã lên trời trước mắt các ông tại làng Bethania. Đang khi chúc phúc cho các ông thì Ngài từ từ được nhắc lên trời khuất dần. Rồi bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi đến Ê-phê-sô thì cho biết Chúa Giêsu là đấng từ trời đến, Ngài hoàn tất sứ vụ và Ngài được phục sinh vinh hiển về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Đặc biệt là bài tin mừng chúng ta lắng nghe, Thánh Luca ghi lại Chúa Giêsu lên trời và Ngài còn truyền lại cho các tông đồ: các con hãy làm chứng nhân về những việc này. Chúa hứa ban Thánh Thần là đấng Chúa Cha hứa ban xuống để các ông có thể chu toàn sứ vụ.
Mầu nhiệm Chúa lên trời được chúng ta tuyên xưng vào các lễ trọng và các ngày lễ Chúa Nhật trong Kinh Thánh Kính. Tôi tin ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời được bên hữu Đức Chúa Cha. Rồi một cách định nhân hơn, chúng ta suy niệm mầu nhiệm Chúa lên trời bằng ngắm thứ hai của mừng. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Vậy thì lên trời là cái gì? Bằng cách nào mà chúng ta có thể lên trời được? Hay là mầu nhiệm Chúa lên trời liên hệ gì đến cuộc đời của mỗi người chúng ta? Khi nói về việc Chúa lên trời thì nhiều người đa số là hình dung Chúa bay vào không gian. Khát vọng của con người là đi xa và lên cao. Xem ra con người thích chinh phục những cái đỉnh cao, những cái đỉnh núi cao thường được người ta, những người mạo hiểm chinh phục như đỉnh Everest, băng giá tuyết lạnh quanh năm, người ta vẫn cố gắng lên trên đỉnh núi chinh phục đỉnh cao. Không chỉ là trên mặt đất, người ta còn muốn bay vào không gian, đến những cái hành tinh xa xôi, đầu tiên là đến mặt trăng, xong rồi đang có khát vọng là lên sao Hỏa, hay ít nhất là đưa được vệ tinh lên sao Hỏa. Rồi trong tương lai cái ngành vũ trụ có thể sẽ còn đi xa hơn nữa. Nhưng mà thăng thiên hay là lên trời không hiểu theo nghĩa vật lý. Vì nếu mà hiểu theo nghĩa vật lý không gian ấy, thì quả là người ta sẽ không tìm thấy Chúa đâu. Nhà du hành vũ trụ của Liên Xô khi mà lên không gian vào vũ trụ đó, thì về trái đất khẳng định rằng ở trên đấy không có Chúa, ở trên đấy không có Chúa, vậy là không có nước trời. Vậy thì lên trời đành rằng là một sự kiện trước mắt các tông đồ. Các ông nhìn thấy không phải chỉ là nhóm tông đồ mà nhiều môn đệ chứng kiến Chúa từ từ được cân nhắc lên. Nhưng mà khi nói về việc Chúa lên trời thì giáo hội trong cái dịp Thánh Kinh khẳng định rằng Ngài là đấng đã từ trời mà xuống. Vậy thì bây giờ sau khi hoàn tất sứ vụ, Ngài lên trời. Cái chữ lên trời không phải chỉ là về không gian vật lý, mà theo nghĩa Thánh Kinh nó còn cái nghĩa là được cất nhắc lên hay là được tôn vinh. Hoàn tất sứ vụ, Ngài được Chúa Cha tôn vinh, Ngài về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa xuống lên trời, Ngài là đầu, là thủ lãnh, mà chúng ta là chi thể hay tất cả là thân thể diện mạo của Ngài. Cho nên việc Chúa lên trời đó là một cái niềm hy vọng cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không phải chỉ là lầm lũ dưới đất, không phải chỉ là thực tại trần thế, mà chúng ta còn hướng lên cao, hướng về cõi trời, nơi ấy đấng đã đến và đã về trời là đấng đang chờ đợi chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể lên trời bằng cách nào? Thường khi chúng ta cứ nóng về trời mà rất nhiều khi chúng ta quên đi cái việc chu toàn bổn phận như thế. Các tông đồ ngày xưa cũng vậy, khi mà đứng đó nhìn Chúa về trời cứ thăm thẳm, cứ xa hướng gần, các ông cứ ngẩn ngơ ngước lên. Các thiên thần đã đến nói: hỡi những người Galilee, đừng có mãi mê nhìn trời, nhưng mà làm sao, hãy cúi xuống, hãy thi hành sứ mạng mà Chúa đã đứng trước khi về trời đã trao phó. Và thì trao phó cho các tông đồ, cho các môn đệ, cũng như cho chúng ta hôm nay, bằng cách là chúng ta làm chứng về Chúa, những gì chúng ta học hỏi về giáo lý, về sự thật, về Đức Kitô, chúng ta hãy nói lại. Đặc biệt là chúng ta cùng nhau rao giảng tin mừng hay sứ điệp tình thương, tin mừng cứu độ. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu đến trần gian để rao giảng tin mừng yêu thương. Ngài cũng gọi chúng ta là môn đệ của Ngài, hãy sống dưới đất yêu thương. Vì khi thực sự chúng ta sống yêu thương, chúng ta chu toàn các bổn phận của mình, thì chúng ta đang làm chứng cho Chúa và đang xây dựng nước trời, và cũng là từng bước chúng ta tiến về quê trời.
ta kể một cái câu chuyện. Một thầy chồng ở trong tu viện, thầy là một người chu toàn mọi công việc và sống rất lành thánh đạo đức, đến độ mà các tu sĩ khác gọi ông thầy này là ông thánh sống. Thế một hôm thầy đang rửa một đống chén đĩa thì thiên thần Chúa hiện đến và nói với thầy rằng: Thiên Chúa sai ta đến để báo cho thầy biết giờ của thầy đời đời đã đến. Thế vị tu sĩ này điềm nhiên vui vẻ trả lời: Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng ngài thấy đó, tôi còn đang phải rửa cả một chồng chén đĩa, các thầy kia thì lại có công việc khác đang ở trong nhà nguyện, tôi đây đang rửa chén, xin ngài chờ tôi rửa xong đống chén đĩa này đã rồi đi cũng chưa muộn nhỉ. Thế thiên thần biến đi, vị tu sĩ này rửa hết chồng chén đĩa cũng chưa thấy thiên thần quay lại. Bẵng đi một thời gian, trong lúc là vị tu sĩ này đang làm cỏ ngoài vườn, thế thiên thần bữa trước xuất hiện nay lại đến. Đoán trước ý nghĩ của thiên thần, vị tu sĩ chỉ tay vào mảnh vườn và nói: Bề trên độc quyền sắp về kinh lý, bề trên nhà giao cho tôi làm cỏ sạch cái đám vườn này, và thì xin lỗi ngài, chờ một hai bữa nữa tôi làm xong đám cỏ này thì ok. Thế thiên thần cũng gật đầu rồi biến đi. Một hai ngày sau chẳng thấy thiên thần quay lại. Thế rồi bẵng đi một thời gian, một ngày nọ, trong lúc vị tu sĩ tức là thầy dòng này đang chăm sóc bệnh nhân thì thiên thần hiện ra. Lần này thì vị tu sĩ không nói một lời, nhìn thiên thần xong chỉ về phía bệnh nhân. Thiên thần nhìn biết bao nhiêu con người đang quằn quại đau đớn, đang thương tích, cần bàn tay thầy giúp đỡ. Thế thiên thần cũng lại biến đi. Buổi tối hôm đó khi trở về căn phòng của mình thì thầy mới cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin sai thiên thần Chúa đến, con đã sẵn sàng theo ngài về trời. Lời cầu nguyện vừa dứt, thiên thần hiện ra. Vị tu sĩ mừng rỡ: Lần này thiên thần mang tôi đi vì tôi đã sẵn sàng theo ngài về thiên quốc. Thiên thần trìu mến nhìn vị tu sĩ và nói rằng: Ông thắng sống này, thế từ trước giờ ông nghĩ rằng ông đang ở đâu? Ông không nghĩ rằng bấy lâu nay ông đã ở thiên đàng rồi ư? Thưa cộng đoàn phụng vụ, nơi đâu có tình yêu, chu toàn bổn phận, nơi ấy là thiên đàng. Vì Thiên Chúa là tình yêu, thiên đàng không phải là một nơi chốn chỗ này chỗ nọ cho bằng một cái tình trạng. Chỗ nào tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự hiện nhất thì được ở đó là có Chúa hiện diện, mà có Chúa là có thiên đàng. Cái điều này làm cho chúng ta cảm nghiệm rất là dễ. Trong một cộng đoàn, trong một gia đình, trong một tổ chức, mọi người yêu thương, trân trọng, hiệp nhất với nhau, trên dưới một lòng, đồng thuận, tôn trọng, mọi người vui vẻ, chu toàn bổn phận trong tình yêu thương. Chúng ta thấy các gia đình cũng vậy, gia đình có hạnh phúc rất chạc như thế nào. Nhưng mà cũng có những gia đình vợ chồng xào xáo, nghiện ngập, bài bạc, con cái ngỗ nghịch, những trận cãi vã, những trận đầu đà, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chén bát đĩa bay loạn xộn trong nhà. Cái đấy không phải là tổ ấm yêu thương nữa, cái cảnh thiên đàng ban đầu mất rồi. Lúc đó và kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Về Trời, xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận được hồng ân Chúa Giêsu là đấng từ trời đã đến, đã chu toàn sứ vụ, đã chịu chết, đã sống lại về trời để cứu độ chúng ta. Chúng ta cũng được dạt dào niềm hy vọng vì Chúa là thủ lãnh, là đầu đã về trời trước, thì chúng ta là thân thể cũng như mỗi người là chi thể cũng sẽ dần được về trời với ngài.
và đặc biệt xin cho chúng ta trong khi còn sống tại dưới thế này cũng cố gắng sống dưới đang yêu thương chu toàn bổn phận, làm chứng cho Chúa, để nhờ đã luôn luôn biết chu toàn bổn phận, sống trong ân nghĩa Chúa, làm chứng cho Chúa, sống tình yêu thương, thì chúng ta đang xây dựng cái thực tại nước trời ngay tại trần thế. Và trong ngày Chúa là đấng quang lâm trở lại, trong ngày trời này qua đi, chúng ta sẽ được về trời thực sự. Lúc đó là trời mới, đất mới, trong thiên đàng muôn đời, hạnh phúc bên Chúa. Amen.